Chào cô chú anh chị, bà con, cô bác và anh em môi giới ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại đường tỉnh 87B. Hướng này thì do bến phà của Bình Ninh ha. Cách bến phà Bình Ninh tầm khoảng 300m nha cô chú anh chị. Mình qua phà Bình Ninh là mình tiếp giáp với chợ gạo ha. Thị trấn chợ gạo nha cô chú anh chị. Thì đi thêm khoảng chừng 20km nữa là đến thành phố Mỹ Tho. Còn hướng này thì mình ra ngay chỗ chợ ấp Tân Phú ha. Hướng này ra chợ nè. Ngay chỗ ngã ba cua đó là ngay chợ của ấp Tân Phú ha. Rồi thì qua chuẩn bị dẫn cô chú anh chị mình vô một cái căn nhà vườn, tổng diện tích là 1.345 m². Thì cái con đường này đi vô nha cô chú anh chị. Đường đi vô thì đầu đường là đường đan, đường 4m, đan công cộng 3m ha. Để qua dẫn quý anh chị đi vô căn nhà của mình ha. Trên đất thì hiện trạng mình có một căn nhà vườn. Căn nhà vườn thì rất là đẹp luôn ha. Căn nhà vườn thì cũng thích hợp cho gia đình 2-3 người mình sinh sống. Và cái khuôn viên đất rộng đang trồng cây trái ha. Đường đi vô tới nhà mình thì đường xe máy ha cô chú anh chị. Có trước đất mình đi vô thì đường ô tô nè. Còn quẹo vô nhà mình thì đi đường xe máy, đường rộng khoảng 1,5 m ha. Ở đây thì thuộc xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cách chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng tầm khoảng 3 km ha. Rồi đây là đường đi vô căn nhà của mình nè. Đường đang rộng rãi là 1,5 m ha. Cán đan vô tới nhà luôn nè. Quý anh chị ở Sài Gòn thì về đây tầm khoảng 65 đến 75 km ha. Rồi tới vị trí căn nhà của và miếng đất vườn của mình nè cô chú anh chị. Rồi đây là khuôn viên căn nhà của mình ha. Nhà cũng khá rộng rãi nha cô chú anh chị. Ngang căn nhà này khoảng 5 mét ha. Chạy sâu tầm khoảng 15 mét. Trong phòng mình thì khá là mới luôn nè cô chú anh chị. Gia chủ họ mới tu sửa lại ha. Nền thì lót gạch, trần thì đóng la phong đầy đủ hết luôn nè. Phía trước thì mình bước vào mình có một cái gian phòng khách ha. Đó, mình bước xuống thì khoảng hành lang rộng rãi luôn nè. Vô đây thì mình được một căn phòng. Căn phòng này ước tính khoảng 8 m² ha, khá rộng rãi cho gia đình mình về đây sinh sống luôn nè. Có bước xuống tiếp theo là mình có gian nhà bếp và toilet nằm trong luôn ha. Khá là sạch sẽ, còn mới luôn nè cô chú anh chị. Đây bước ra khoảng không gian phía sau của mình thì đây chính là khoảng vườn của mình ha. Thì hiện tại trên vườn mình đang trồng dừa, chuối. Dừa thì dừa tơ ha, dừa này dừa sim nha cô chú anh chị. Đây ha, có một số gốc đâm trái đó nè. Về đây là mình tận hưởng cuộc sống luôn ha. Có một số mương liếp trên đất ha. Tổng diện tích cái thửa đất mình là 1.345 m², với chiều ngang này tầm khoảng 35 m² ha, chạy sâu khoảng 45 m, thì 1.345 m² tổng thửa đất mình ha, là cuốn rào ráo luôn nè cô chú chị. Rào mé hông, rào ngoài trước, rào ngoài sau, bọc qua căn nhà, có cái cửa sổ đi ra, có cái cửa đi ra hàng rào luôn. Chuối này thì chuối sứ, chuối sim, chuối sáp, vườn trồng rất là nhiều luôn nè ha. Cô chú anh chị thấy ha. Đây là vườn này thì vừa sim nha cô chú anh chị. Nè. Trái nè ha. Rất là ngon luôn. Thì miếng đất mình thì sổ hồng riêng sẵn ha. Đất thì đang mục đích là đất vườn. Cây lâu năm. Xây rào bao quanh hết ha. Rồi qua xin nhắc lại thì tổng diện tích mình 1.345 m². Giá chủ đang kêu là 650 triệu ha. Đây có một dây mướp ha cô chú anh chị. Hàng rào bao quanh đất hết. Rồi 650 triệu cho tổng thửa đất 1.300 m², sổ hồng riêng. Thuộc địa chỉ là xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cách chợ tầm khoảng 600 m.
cách trường học khoảng 600 m, cách ủy ban xã 3 km, cách thành phố Mỹ Tho là 20 km, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 65 đến 75 km. Rồi, quan tâm cứ liên hệ bên khoa để được tư vấn ha. Khoa nhà đất Tân Phú Đông, Tiền Giang. Thì khoa có xài Zalo không hả, chưa chú chị? Zalo của khoa là Trần Tấn Khoa ha. Số Zalo là 0334447430. Ở đây thì rất là mát mẻ, không khí trong lành. Xung quanh thì nhà cửa đông đúc ha. Bên đây giáp ranh, trong đây cũng có nhà. Hướng này ra nhà Đông Kẹo luôn, gần bến phà Tân Long. Từ đây ra bến phà Tân Long tầm khoảng 600 m. Rồi, quan tâm liên hệ bên khoa ha, để được khoa tư vấn thêm. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.